Good morning cả nhà. Hôm nay thì Cindy sẽ đi làm những cái công tác thiện nguyện với lại Hương với lại Linh Cali. Thì cũng như cả nhà thấy Cindy đã đưa lên cái hình ảnh là Cindy đã đi mua đồ cho các anh chị em của dân cư. Nhưng mà thật ra thì tuần trước á, đúng ra đi làm thì nó có ý nghĩa lắm. Tại vì trước Thanksgiving nhưng mà Cindy phải đi làm, con của Linh về thăm Linh cho nên là bây giờ là tuần này. Thì bây giờ sáng thứ hai Cindy sẽ đi qua nhà của Hương để mà Cindy bỏ những cái khẩu phần ăn vô trong cái bịch để mình khi mình ra tới chỗ anh chị em vô gia cư thì mình giống như kiểu mình phát sẵn. Thì Cindy cũng có nhờ anh Hùng là thổ địa ở ngoài đó thì sẽ hép cho Cindy phát cho anh chị em ngoài đó. Cindy không biết có thời giờ để cắt tóc cho mọi người không, vì hôm nay Linh phải đi về 3 giờ lâu lắm rồi, đi ăn đi uống gì với Linh hết. Nên bây giờ nếu như mà ra còn sớm thì Cindy cũng cắt ít tóc cho anh chị em ở ngoài đó, còn nếu như mà không thì phát quà và sau này sau. Tại vì Cindy nghĩ gặp Linh là cũng rất quan trọng. Sorry cả nhà, cái động cơ xe nó ồn quá. Thì bây giờ mọi người xem coi Cindy làm gì nha. Đây là đồ mà Cindy đã mua hôm bữa trước ở nhà. Mì nè, vớ nè, bánh rít nè, xích nè. Đó thì Cindy mang thêm ghế với lại đồ nghề Cindy cắt tóc để coi Cindy có thể cắt được các anh ở ngoài đó, để cho mọi người được hưởng cái Christmas không. Nhưng mà thời gian có hạn lắm mọi người, cho nên Cindy không dám chắc là phần cắt tóc có. Nhưng mà Cindy sau này có thể là 2 tuần á, Cindy sẽ cắt phi cho anh chị em ở ngoài vô gia cư. Bởi vì Cindy nghĩ là cũng gần lại Christmas rồi. Thứ hai nữa là Cindy nghĩ là Cindy học được cái nghề hồi trước giờ để mưu sinh, thì bây giờ Cindy cũng đã nuôi được con khôn lớn rồi, và giờ Cindy sẽ là cái lúc mà giúp đỡ gì được cho ai thì Cindy sẽ giúp đỡ. Thì mọi người cùng đi với Cindy nha. Cindy đang ở trong cái gara cho nên là cái hình ảnh có thể nó sẽ tối chút xíu, mong cả nhà thông cảm. Bây giờ so we go. Trời lạnh rồi cả nhà ơi. Mấy người homeless tội nghiệp. Trời mà lạnh như vậy là bắt đầu là tê tua tê tả. Hôm nay thứ hai thì trời lạnh lắm cả nhà, bắt đầu lạnh rồi đó. Và đường xá thì hôm nay nó vắng vì là đầu tuần, cho nên là Cindy lái xe cũng ok. Nắng á, rực rỡ lắm nhưng mà lạnh vì thời tiết và gió rồi cả nhà. Mọi ngày mà giờ này mà chạy á là kẹt xe dữ lắm, hôm nay ok. Cindy mới chạy qua đoạn đường nó xấu ơi là xấu luôn. Ai nói ở Mỹ không có ổ gà, ổ voi luôn. Hồi xưa á mọi người giống như kiểu mà chỉ cần một chút xíu cái ổ gà là họ lo họ giải quyết. Bởi vì nếu mà người lái xe mà bị về vấn đề đường xá mà tai nạn là giao thông không tránh, theo như mình Việt Nam mình gọi là đền cầu đường đền dữ lắm. Nhưng mà bây giờ Cindy thấy có những đoạn đường mà sau Covid á nó hư, họ không chấp vá mà họ chấp vá cái kiểu mà chạy cà rịch cà tan. Giống như là thứ điều mà cái đồng đụng lên cái trần của cái xe luôn á, nhưng mà họ để vậy tới khi nào mà phải nói là tệ lắm họ mới sửa. Nên mình thấy là cái Covid này nó cũng làm ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Rồi bây giờ tới nhà của Hương rồi. Bây giờ bà chờ tôi lấy bao ra nha. Có cái thùng không? Đây, chui xuống gara nhà của Hương. Hương cũng ở apartment. Đó. Bây giờ soạn đồ ra, bỏ đồ trong túi đang đi. Đây, hai chị em bắt đầu làm nha. Chứ nó mình xin, còn mà nó đem tới nó tiếp là nó không có. Tại vì nó sợ.
nước sôi đồ của người mình. Bây giờ tới mì gói. Rồi mì gói xong rồi, bây giờ tới bánh rít. 18 nhân 5. 18 nhân 5 chia 3 thôi. Ừ. Rồi sau khi bỏ bánh rít, bỏ vớ vô là cột lại rồi bây giờ đi. Chuẩn bị lên đường cả nhà ơi. Cái ba lô nó cũng lợi hại quá ha. Đựng được nhiều thứ. Có nhận quà nè mấy anh ơi. Quà Giáng sinh ưa liền ha. Quà Giáng sinh sớm nha. Mấy chị em mua một ít quà để gửi cho mấy anh chị homeless ở đây, tặng quà trước Giáng sinh. Rồi hai người phải không? Dạ. Thôi mình chờ đi không sao nha. Mỗi người có một cái số. Thì biết nói sao giờ? Lên đứng tay đi. Dạ. Đậu á. Không đậu thì ngay cái mé bên đầu bên ngoài đó đó. Không đậu giờ đó này hả? Có cho một cho mới có cho tại vì em tưởng anh Hùng kêu người tới nhưng em không mang cái xe đẩy. Cho nên bây giờ phải tới đây chứ giờ thì làm sao sách nổi. Bây giờ để tao chạy vô trong kia hỏi phá đồ nữa ha. Đi xuống suối kêu hả? Mấy người nó lên. Vậy mình còn 23 nữa hả chị? 22 phần nữa anh. Ồ 20 hả? Đi vô thông báo. Dạ. Hôm lát gì mà đẹp gái quá em ha. Sáng thứ hai ở đây cũng vắng. Merry Christmas anh. Ok, have a good day. Rồi. Tới rải rác. Thân nghiệp anh Hùng quá.
coi vậy đi coi. Bây giờ chị cho em rồi. Đầu tiên. Rồi cắt tóc một thôi. Dạ. Chị cắt cho. Em nghĩ là mùa đông quá chị, nếu mà cắt thì nó lạnh lắm. À vậy hả? Thợ xịn đó nha, đừng lo, không phải như Linh Kali đâu, cắt giống như là chó cạp, bị mắng vốn. What's up? What's up, honey? Nó bấy chưa? Let's see. Chưa có bấy hả? Sao ăn? What happened to Mr. Dow? He's around. He's there every day. Yeah, he's here every day. Thank you. Have a good day, honey. Yesterday I see him. Yeah, he's here every day. Mm-hmm. Yesterday he cannot break it. I don't think so. That's why he keeps his tent. Yeah. He likes the area. Enjoy, honey. Enjoy it. Nãy ấy chưa? Có một bà tà. Hả? Cái gì? Cái ông đậu đâu rồi? Thấy mặt mũi ổng sập mũi ổng á. Nhưng mà cái gì ổng có tăng quan cái người. Anh bệnh. Anh đậu không? Thôi đưa cho anh đậu mình nha. Rồi đưa cho ông đậu mình nha. Anh đậu yêu dấu của Linh Kali. Rồi bây giờ ảnh đem qua bên xe hả? Hey guys. Hello hello. Không có nghe. Vừa đi vừa uống nước rồi nghe. Đang. Rồi còn lại một vài phần thì ảnh đem gửi cho mấy anh kia sau, anh chị kia sau ha. Cũng lẻ quá chị, hết rồi. Cũng xong rồi. Bao nhiêu đó phần thôi, trong khả năng của tụi mình thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ mấy anh đây rồi. Còn cái này đưa cho anh Hùng người nào tâm thần hay gì đó anh Hùng cho. Hôm bữa Thanksgiving Day mấy đứa hôm đó tôi cho mỗi đứa một gói thuốc với 10 đồng. 60 phần. Good boy. Good boy á. Ê, thuốc hả? Nó chị lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Không anh Hùng anh ok lắm. Như Hương hả? Bây giờ Cindy với lại Linh với Hương kết thúc cái vấn đề chia quà Christmas. Đáng lẽ là Thanksgiving ha. Nó có ý nghĩa nhưng mà bây giờ ai cũng đi làm, ai cũng bận gia đình nên sau một tuần mới cho. Thì bây giờ cho xong rồi thì gửi lời bye bye đến mọi người và hy vọng cái việc giúp cho những người khó khăn này đó trong khả năng mấy chị em có thể là 3 tháng một lần chứ không phải là cứ dịp thứ năm. Đó là cái nguyện vọng của Linh. Gửi lời chào tới mọi người và gặp mọi người trong những cái video kỳ sau nha. Bye Linh, bye Hương. Cái gì vậy? Thuốc lá. Đứa nào mà ghiền thuốc tôi mới cho chứ tôi không thích được thuốc lá. Em cũng ghiền vậy. Thì tặng mua cho mấy anh chị em khác này nhẹ nè, cái này nhẹ trời ơi mà hút vô cái anh